Xin chào mọi người, quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ vẽ một nhân vật tên là Pikachu nhé. Sau đây mình sẽ tô màu và cắt Pikachu. Mọi người theo dõi mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu đỏ vẽ má này. Sau đó mình sẽ màu vàng này, vẽ cơ thể Pikachu này. Thank you.
Sau đấy mình sẽ dùng màu này vẽ. Mình đã hoàn thành bức tranh Pikachu. Nếu các bạn thấy đẹp thì like, subscribe và share cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.